như căm thù chị cay chị thì đừng có có chị với mai đâu có dính tới quá khứ của mình. Ví dụ quá khứ mình trong sạch đi, đúng không? Bây giờ chị nói đơn giản như giờ anh đờ mà đi với mấy đứa đó, mà mấy đứa đó có con nhỏ mà để anh đờ giữ một ngày chị mắc gì được mắc hết á, em thì em dám không? Mặc dù là đã hết rồi đó, nhưng vấn đề mà đã đó là một cái tội, giống như một cái nhớ rất dơ rồi, một cái kiểu như là nó suy đồi đạo đức rồi, em hiểu không? Em có xóa án hay cái gì nữa, đó là quá khứ của em, cái một cái bản chất của em rồi. Tại sao em làm em không có control được cái không có quản lý được đầu óc của mình, có phải bản chất không? Em làm những cái chuyện đòi bại như vậy, dù em có xóa án tất nhiên nó vẫn là một cái vết nhơ đi suốt cuộc đời. Em biết vậy thì em chung vô đây em ngồi đi, em chung vô trong nhà em ngồi, em biết em giấu bắt tết em đi, đi lên phớt người này phớt người kia, rồi sáng các bài hát hạ dùng cái loa để người ta biết làm đừng làm. Bởi vì cho nên đừng đắc chị Ní, tại vì chị Ní đâu có đụng chạm đâu. Bây giờ chơi với mấy người đó, giờ chơi với con ngỗ đi. Hoặc là giờ chị nói đơn giản chơi với bà gì, bà xuống đi đó. Bà gì Miner đi nha. Bà có cháu nội đó. Đơn giản, ghét chịu chịu, thù chịu chịu. Đơn giản một đất đứng. Nghe lên đi. Để người ta môi cái làm gì, mình môi người ta trước. Chứ thật sự chị dưới đây mà không đến cơ quan chức năng chị cho em hỏi hôm trước mình đi ra ngoài Hà Nội chị nhìn giấy tay xanh đó cuối tuần kia có cần phải hủy không? Bây giờ em nghĩ em đã tôi hủy sao hủy được, nhưng mà ý là người ta muốn hủy không chị? Cái đó là mình vô tình mình biết được. Nhưng mà hủy nó là bây giờ ai cũng hủy được. Người ta làm cái đơn để cớ. Thấy là có đưa đơn vô để hủy, muốn hủy. Xong rồi dễ dàng muốn hủy người ta quá ha. Giống như một sinh mạng. Dạ. Nói chung là dạ. Dạ. Quá trời, quá trời quá. Nhưng mà ba còn sống thì quỷ cũng là con sâu á. Tại vì cái đó là không có mã định danh, khi một ai cũng có giấy khai sinh hết xong không phải được. Cũng có các hộ khẩu thì được, đúng không? Không có vậy. Không cho nhập hộ khẩu thì được á. Nơi đâu có vậy. Ai xin vô nhập hộ khẩu không cho. Chị nghĩ là ông có thể làm được gì vậy? Người ta bực mình, người ta lên status, người ta không ngủ, người ta lên ngày 8 cái status đó. Sao không làm? Đau đầu vậy? Họ tự đau đầu thì cũng giúp cho mấy người bán thuốc được. Nói hơi tục một xíu không biết rồi, các cụ hay nói là tụi tay bóp gần ra lái, có phải không ạ? Có đầu ớp. Đúng không? Chị hôm trước em nghe chị nói là cái thằng mà nờ đờ đó chị thấy tội nó, chị thôi bỏ qua, nhưng mà sao nó cứ cắn hoài chị? Ủa, anh nờ đờ đấy, nờ đờ. Nờ đờ. Lính của mình sao? Hiện tại giờ đang đi Sa Đéc. Đi săn lùng mấy miếng đất của cái chị Sâm Chổ ở dưới Sa Đéc đấy đó. Là đang đi tìm chứng cứ, một cái chứng cứ hảo đầu ở dưới. Nó đi ra nó chụp cái hình chợ Sa Đéc gì dưới á. Rồi lúc đi đó thì ai chắc chị Sâm Chổ hay là ai đưa? Tốt quá ha. Đi xác minh. Ủa, đất mình mua sao xác minh chị ta? Đất không hiểu nổi luôn. Đơn giản chụp lên thôi, có gì đâu. Dạ. Đi xác minh chị. Để chút em chụp cho em về, em chụp cho nhiều quá. Sổ nó ra sổ hồng rồi, chụp thôi chứ có gì đâu, xác minh. Không sổ nhiều lắm, chụp về cuốn chụp cho, đưa gửi. Chắc đi xuống dưới xác minh, bà mình xác minh. Rồi bắt đầu cái bây giờ còn mất thuốc nữa. Ôi sợ. Ừ, đúng rồi. Làm như cho mèo gì không? Chị thương quá, bây giờ nó cứ cắn hoài chị. Chị bao xăm rổ đi. Ừ, yeah. Chị ơi, chị về đây em bao chị hết. Chị đã tốn tiền rồi. Đó, chị đi, chị làm cho chị này đau đầu đúng không? Thắp lóc khắp nhà rồi đó. Ai trả tiền, đúng không? Dạ yeah. Chỉ có xăm chỗ thôi chứ ai. Hồi trước em biết ông ngồi đứng trước đây nè. Tới đâm đen vậy, nói chị ơi, em đi với con em. Thì chị nghĩ để con thằng bé nó nóng, nó đứng ở ngủ ngoài. Yeah. Chị mới mở cửa khô. Thì lúc đó là người ta điểm mặt rồi. Nhưng mà chị nghĩ, ủa sao thấy nó cũng nói chuyện hiền mà có gì đâu ta. Chừng sau này xảy ra cái vụ mà xin tiền của ba nè bên Mỹ đó. Chị yeah. chị Trâm Anh. Trâm Anh. Chị Trâm Anh này chắc mọi người cũng biết, muốn biết là chị cho biết à.
chứ chị cũng đâu có, chị Trâm Anh cũng đâu có ngại. Thì chị Trâm Anh chị mới gửi tiền về, xong rồi sùng chị trên mạng mới vô nói chị Ni, vô là chị Ni nói vô một tiếng cho mất công là người ta hiểu lầm, sợ nhục á. Yeah. Chị Ni cũng nói thôi chắc không có gì đâu, với lại thấy nó cũng nói chuyện đàng hoàng, với lại nó cũng không có nói gì mà lệ mất lệ phép hết, kiểu như là mình vô lễ này kia. Nó nói chuyện đàng hoàng, nó đang gà đóng nuôi con nữa, thôi chị Ni nói. Rồi tới chân chị Ni thấy, chị Ni thật sự mọi người nhắn chị Ni hấp hồn, ủa sao thấy mình quen quen hả ta. À, cuối cùng chị Ni mới nhớ là à, cái thằng gà đóng nuôi con mà được. Chơi dù gì hả? Ừ. Dạ. Đó là tự nhiên có làm chị chứ ra có làm gì đâu. Tại chơi dù không? Hả? Không, lúc đó... Chơi dù cho tùm lum ngửi cho nó. Bữa đó chị Ni xuống em có đội nón thôi à, giống chơi dù. À, đội nón thôi. Sợ mấy dư quá. Mà chị... tự đến rồi tự nhiên tự phó tự cắn, chị Ni mắc cười á. Đúng không? Tại vì thấy sao mọi người cũng sao trời. Lấy lòng thương hại đem mấy đứa con ra. Rồi bây giờ nói là, ê, chị ơi em có đưa đứa con. Em dắt nó đi. Chị em đang đứng em ngoài đợi chị nè. Chị nắng non mà nó nhắn tin mình vậy nữa. Thì chị nói loay mở cửa cho nó vô, biết cái thằng bé này nó ở đâu. Thì đó. Khởi điểm nó từ đó luôn. Bắt đầu là đi có một việc ở trên Bình Dương đó, thì đó cũng đi đợi nắng che dù gì cho chị đi với loay đó. Thì lúc đó cũng bận rộn mà đâu có biết ai là ai đâu. Dạ. Mọi người cũng gửi qua nhắc nhở mà không biết. Sau này mới thấy bây giờ mới nhớ lại. À thì ra là vậy. Chứ cơ chị đi nhớ sao chị đi nhớ. Rất là dạ. Nhiều người. Nói, nói về NĐ thì chị Trâm Anh thì ở bên Mỹ thì rõ nhất. Tại vì chị Trâm Anh liên kết với lại NĐ đó rất là nhiều. Nghĩ cũng tội á, dạ. Trâm Anh nghĩ tội, gửi tiền về. Dạ đúng rồi. Rồi lúc đó cũng bị phó quá trời đi chứ. Dạ đúng rồi. Phót một thời gian rồi chị nhờ chị đi lên nói thì chị đi nghĩ thôi kệ đi, nó không có thì chắc nó không có, nó biết năng điểm mình vậy. Một cái tiếng nói của mình là cứu giúp một người mà để giải oan thì bình thường. Chị đi nghĩ đâu đến nỗi, tại vì thật sự lúc đó có sao nó dạy được nó đâu, nó hỏi tiền chị đi. Chị đi nói nếu mà nó lợi dụng vậy nó đã hỏi tiền mình rồi, đâu có biết có sao nó dạy, chứ không có phải mà ngại uy tín mà đụng chuyện là giật người ta như vậy. Nhưng mà vấn đề là có xin tiền gì Trâm Anh thì có, xin tiền chị Ni không có. Yeah. Chị Ni nghĩ chuyện như vậy chị mới lên tiếng. Yeah. Còn lúc mà xin tiền chị Ni nó khác nữa. Chị Ni có tính là đi thì chị Ni cho. Trong nguyên tắc của chị Ni là chị Ni không có cho mượn ai, không ai mà mượn được hết á. Chẳng hạn cả cha mẹ chị Ni luôn. Cha mẹ chị Ni thì chị Ni có bổn phận trách nhiệm phụng dưỡng. Tại cha mẹ mình sanh mình ra nuôi mình biết bao nhiêu công lao thì mình phụng dưỡng là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà vấn đề mà ba mẹ mà đã đi mượn chắc chắn không phải mượn cho ba mẹ. Chị đã ra một cái set luôn, một cái nguyên tắc luôn á. Là ba mẹ chị cũng không cho mượn là như vậy, đừng nói chỉ là người ngoài. Cho nên thời gian là ba chị cũng bị mấy cái tin nhắn đó, kiểu tự như vô nói mình là tự ba đắp mình. Còn cái người hỏi cho ủa sao em giúp Loan được, chị có 5 triệu em giúp không được. Chị nói, nhiều khi chị không biết đường nào trả lời luôn. Khó quá. Vô drama có nhiều cái mình bất ngờ, chị quá vô lý. Yeah.